Bầu bé trai 4 tháng rưỡi Nhã Ví không ngán cho cái mâm nha. Em cũng lên mấy chục cái video về một ngày ăn uống của bầu rồi. Chính vì lý do không có bị ngán bất cứ món gì nên ký của em cũng tăng kha khá lắm. 4,5 tháng em tăng tổng cộng là 3,3 kg rồi. Bầu bé cũng ok lắm, nên hôm nào mình muốn ăn vào bé không vào mẹ thì có thể xem lại những video trước của em rồi ăn thử theo nhé. Sáng nay em ăn sáng vội với tô mì gói để đến chùa dự lễ tổng kết năm. Ta nói hoa như thế này rất là nhiều luôn, vì toàn huyện về đây đông lắm, cỡ mấy chục chiếc xe hơi, bản số xanh có, trắng có. Nghe đồn ở chùa này ngon nhất là cơm sườn bì chả chay. Hên sao hôm nay đúng món này luôn. Công nhận ngon thiệt cả nhà ơi, chùa làm rất là khéo, từ cơm, bì rồi dưa chua rất là vừa vị. Đặc biệt là sườn chay ha, được nướng kỹ từ lửa than, rất là thơm. Cảm giác em ăn ngon hơn cả miếng thịt sườn mặn luôn ấy ạ. Về nhà thì bánh ướt ngọt nhưng vừa non cũng vừa dao. Thế là em mần nhẹ một cuốn nè. Bánh của bé này bán 3,5 cành một cuộn mà ngon lắm. Chứ bữa em ham ghẻ mua cái loại 3 cành một cuộn, chỗ kia ăn chạy tét luôn. Nay mẹ em xào tiếp mứt dừa nè, xào một chảo ra được 700 g mứt dừa. Chiều nay bầu ngã mặn với món bò xào hủ tiếu, rau giá dưa leo các loại chan nước mắm làm, trộn đều lên, ăn ngon lắm luôn. Mà công nhận hủ tiếu này hút nước mắm ghê, em ăn hồi là phải chế thêm nước mắm. Ăn xong em uống thêm ly xương sâm hột é nữa là no căng. Tối nay chủ nhật, chỗ bầu có mở hội chợ đêm bán đồ ăn vặt rất là nhiều. Chắc là kiếm gì đó ăn thêm cữ nữa là kết thúc một ngày ăn uống của bầu nha. Chúc các mom có một thai kỳ khỏe mạnh.